Rất cảm ơn bạn Cường Guitar và bạn Tùng Ca Dông thưa quý vị. Hey, hôm nay Khánh đã thuộc được tên của ban nhạc của mình rồi. Ngoài đời kêu thân thiết hơn. Dạ. Ngoài đời anh em kêu tí tèo đồ này nọ. Dạ, em là Bi. À, cảm ơn Bi nha. Khả Như, Quốc Khánh chào mừng quý vị đã đến với chương trình Tài Tám Tiếu. Quý vị thân mến, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Madison Media Group thực hiện. Chương trình được phát sóng vào lúc 19:30 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Dạ. Em ơi, chị cảm thấy rất là háo hức khi mà gặp lại quý vị khán giả. Em cũng rất là vui, thì chị biết không? Tại vì những cái số em quay vừa qua đó thì khán giả họ xem chương trình của mình, xong rồi họ ra ngoài đời họ gặp em, họ thấy đúng là thật sự là ngoài đời em rất là đẹp. Em đẹp hơn trong hình rất là nhiều, và nhiều người cảm ơn em đã tham gia Tài Tám Tiếu với chị để mà họ biết được rằng à, một cái góc khuất nào đó của Quốc Khánh ở ngoài đời là em đẹp như vậy. Dạ vâng. Cảm ơn phần chia sẻ không cần thiết của em. Chúng ta sẽ còn gặp những khách mời đẹp thiệt nha quý vị. Nói chung là mỗi người sẽ có những cái ước mơ riêng cho bản thân mình. Và khi mà cái ước mơ đó đến đây, nó sẽ được nhân đôi bởi những chủ đề mà chúng tôi mang đến cho quý vị. Và những chủ đề đó chúng tôi không tự đưa ra mà là do quý vị khán giả đưa ra. Vậy thì có quý vị nào mà đưa những chủ đề về tình yêu hay là về học trò được không ta? Ngày hôm nay cái chủ đề rất hay, đó là lụy tình là liều thuốc độc. Lụy tình là liều thuốc độc. Đối với chị, lụy tình có phải là liều thuốc độc hay không? Độc. Độc hả? Ừ. Cái gì cũng vậy, nó mà có dần nặng là nó nặng nề. Lụy tình, khổ tình nó còn đỡ, mà lụy tình nó còn khổ hơn. Em nghĩ thì mình cũng nghĩ đơn giản thôi. Căn bản là lụy là mình muốn lụy, mình mới lụy. Thì bây giờ mình lụy thì sao? Có gì đâu, anh thấy điều đó nó bình thường lắm chị. Mình yêu mà, mình phải tới tận cùng của nỗi đau mình mới hiểu được rằng tình yêu là như thế nào. Mình phải từng đau khổ mình mới biết hạnh phúc nó ra sao. Vâng. Và cái chủ đề đó nếu như hai đứa mình nói thì nói hai câu là hết. Dạ. Chúng ta phải có người hỗ trợ đúng không? Đúng vậy. Và khách mời đặc biệt ngày hôm nay đó là tài năng xinh đẹp, ca sĩ diễn viên Sĩ Thanh cùng bạn trai đẹp trai, thông minh sáng dạ Tuân Phạm. Chị ơi, chị bảo bạn trai còn thật là không phải tưởng em nghĩ. Đó, bạn trai là cái người xuất hiện là con trai đó. Ờ được. Trời nghe giới thiệu cái tôi hết hồn. Trời ơi, bấy lâu nay tôi tưởng ủa tự nhiên xuất hiện trong chương trình này là có bồ liền. Tôi cũng là bạn gái nè, trời, đây là bạn trai nè. Cái ngôn ngữ của bạn nó hơi bị xáo trộn. Không, tại vì hôm nay cái chủ đề nó hơi hơi về tình yêu nên mình cứ nói như vậy. Kêu là bạn trai bạn gái vậy đi nghe cho nó hay ho đúng không chị? Ok, hôm nay chủ đề là gì đấy ta? Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là lụy tình có phải là liều thuốc độc hay không? Độc anh ạ. Wow. Độc chắc luôn. Em cũng giống suy nghĩ của chị Khả Như, tức là em nghĩ là lụy tình là một cái điều gì đó nó hơi tiêu cực đúng không? Nó rất tiêu cực anh ạ, nó rất nặng nề. Đúng. Rất mệt mỏi. Đúng, em ơi rút thăm đi. Rút thăm. Ừ. Coi là chị, mình sẽ hôm nay mình sẽ nói như thế nào. Ngày hôm nay thì không biết là vinh dự là phe nào ạ. Yêu thôi, đừng lụy. Quá hợp với em luôn. Quá hợp em luôn. Ủa em ơi, nếu như mà ở bên đây nói yêu thôi đừng lụy là có nghĩa là chị là cảm xúc nên được tôn trọng. À. Ủa vậy tôi làm cái gì ta? Bây giờ Sĩ Thanh muốn chọn phe không? Có phe là một người và phe ba người, chọn phe nào? À, mình đông mình vui hơn. Vui hơn đúng không? Ôi, vậy là chị với em cùng chung tư tưởng đúng không? Đúng rồi. Chắc là em với chị phải chung nhóm thôi. Đúng rồi em à. Nếu như mà hai người chung tư tưởng, trời ơi, chắc mình phải chung nhóm. Em sao không? Bảo trọng nha. Và quý vị khán giả hôm nay hứa hẹn sẽ là một cái màn gọi là kịch liệt với nhau. Bởi vì tất cả chúng ta sẽ cùng nói về lụy tình hay không lụy tình, nó đau khổ hay là nó hạnh phúc sướng vui như thế nào. Xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi với phần sau nha. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Tài Tám Tếu. Và chủ đề ngày hôm nay đó là lụy tình là liều thuốc độc. Điều đó đúng hay không ạ? À? Điều đó không đúng ạ. Xin mời ạ. Các cụ có câu yêu thôi đừng lụy. À không, cái này là câu của các bạn giới trẻ. Bởi vì khi mà chúng ta lụy tình thì sẽ gây mệt mỏi trong một mối quan hệ. Tức là khi mà chúng ta yêu ai đó quá, chúng ta tạo thành một cái gọi là sức nặng và áp lực cho họ. Các anh chị thấy đúng không ạ? Ờ, cũng đúng, nhưng mà anh không thích dùng cái từ lụy nha. Từ lụy nghe nó yếu đuối quá, trong khi mình chỉ là làm theo cái cảm xúc của mình thôi. Có thể là người ngoài người ta thấy mình lụy, nhưng mà người trong cuộc của tôi hạnh phúc quá, bình thường có gì đâu. Chị phản đối. Chị nghĩ cái lụy tình cũng là một cá tính trong tình yêu thôi. Một cá tính. Một cá tính. Trời ơi, hiểu không? Có những người người ta thích lụy. Tôi thích lụy như vậy. Đúng. Để tôi cướp được anh ấy. Nắm giữ anh ấy. Cái chất riêng của tôi. Tôi là một người yêu trong máu lửa. Em có nghe cái sự mà thú đau thương không? Thú cái phải đau, phải thương. Đúng. Không thích thú được. Và yêu á, em phải nghĩ cái cảm giác yêu mà sao em bê xê lết luôn. Là mới được. Đúng. Thì cảm giác rất là ma sát thật sự. Yêu mà đi đứng bình thường không được. Đúng. Yêu rồi. Phải lết nha. Đúng rồi, nó lết nha. Đây là minh chứng cho ba người gây áp lực trong tình yêu đấy mọi người ạ. Thực ra là mọi người cân nhắc trước khi yêu ba đối tượng này. Bởi vì là
khi mà chúng ta yêu một ai đó với cái sự lụy quá của chúng ta thì nó sẽ tạo áp lực quá lớn. Bởi vì sao? Quản lý thời gian, quản lý tất cả mọi thứ về người mình yêu và không cho họ một cái khoảng trống để họ có thể trở về với chính họ. Tức là gì? Họ có thể nhìn nhận lại mối quan hệ đấy như thế nào. Nhưng lúc nào chúng ta cũng kè kè, đi đâu anh đi đâu đấy, anh đi vệ sinh, cho em đi với. Không, không, cái đó bị điên á em. Cái trường hợp đó không phải lụy, trường hợp đó là bị lửng tửng về tinh thần đó, bị kiểm soát. Còn lụy, lụy ở đây là kiểu giống như là mình yêu người ta quá, cảm xúc đi dâng trào, mà thậm chí người ta có người yêu khác rồi hoặc là người ta đi xa rồi mà mình vẫn còn yêu họ đó. Cái này hơi rảnh nha. Ủa, cũng là cá tính của em đó. Ok, được. Tức là mình yêu là mình lụy. Yêu là gì? Mà phải đến tận cùng của cái nỗi đau. Mình lụy. Em ơi, khách. Ý là mình yêu thì mình phải yêu cho tới. Nếu như không có lụy, không có đau khổ hả, thì làm sao có những bài hát xin lỗi cơn đau vừa qua. Wow. Còn đối với chị nha, chị có một cái nhìn khác. Khi mình thể hiện cái lụy đó sẽ làm cho đối phương từ từ nhào nắng đó và trở thành ghiền cái lụy đó của mình. Đưa một cái tình yêu lên đặt tầm cao mới. Ê, nó nghe nè, Thanh nói chuyện hồi thấy bệnh bệnh nha. Thấy bệnh bệnh trong tình yêu nha. Không, mình phải lụy để cho người ta biết được cái sự lụy đó của mình. Mà người ta kiểu như là phản ứng nó lại. Hiểu. Khi một khi mà người ta đã cùng tần số với mình được, hai đứa nó cùng lụy với nhau. Đúng. Thế là chị áp đặt kiểu cách nuôi con vào trong tình yêu rồi. Em nghĩ sao? Trong tình yêu chúng ta phải học, học yêu như thế nào cho đúng, học yêu như thế nào để tình yêu của chúng ta nó là một cái sự thăng hoa trong cảm xúc, chứ không phải là tôi áp đặt cho bạn và bạn phải yêu như thế này thì đó mới gọi là tình yêu. Không phải. Ủa, không lụy sao thăng hoa? Em phải lụy mới thăng hoa. Nào, yêu nhau phải cho nhau khoảng thở. Nè, không ai yêu mà nín thở hết em. Bây giờ chị bảo đảm với em, cái người đầu tiên mà em crush, em nói là anh ơi, em lụy anh quá. Trời ơi, điêu đứng không em? Ừ, em nghe là em điêu đứng. Rất điêu đứng. Chị nghe là chị quỵ luôn. Lúc đó là em bắt đầu thâu tóm được nó rồi, em thấy không? Những cái là cái chiêu. Ví dụ một cái trường hợp như là em quá lụy bạn gái em đi. Kiểu giống như là yêu quá, thương quá. Kiểu giống như lúc nào về cũng em yêu, trời ơi, đáng yêu. Cuộc đời em mà anh xa, anh chịu không có nổi luôn á. Đúng rồi. Bạn đó sẽ thấy khó chịu như tôi nói. Nhưng thử tôi ngưng cái điều đó đi. Khó chịu gấp đôi. Khó chịu gấp đôi. Đúng vậy. Em hiểu vấn đề đó. Em hiểu vấn đề đó. Giống như là ai đưa cái bánh cho mình xong rồi ăn bánh đi. Yêu lâu quá thì sẽ tạo thành một cái là tôi ghét bạn. Bởi vì sao? Một người lụy tình, em khẳng định luôn là không được trân trọng trong một mối quan hệ tình cảm. Sai. Bởi vì ai yêu nhiều hơn người đấy thua. Em khẳng định luôn. Nói như vậy là không được. Nói vậy là chết ngắt luôn. Tại sao người ta chia tay? 95% lý do chia tay là vì vô tâm. Đúng vậy. Thì lụy tình nó sẽ có cái sự bao vây che chở. Bao vây? Ủa, bao vây là sao vậy? Không, nãy giờ đang ngồi suy nghĩ với vấn đề của mình, không có suy nghĩ vấn đề của chị. Xin lỗi. Bao bọc che chở. Nhưng khi mà một người quá lụy tình trong tình yêu, tôi biết bạn yêu tôi quá nhiều và tôi không bao giờ có thể mất bạn, tôi sẽ không trân trọng bạn. Bởi vì sao? Bạn yêu tôi làm sao sợ mất nữa. Có thể là tôi đối xử với bạn như một cái con cuốn cũng được. Bạn vẫn yêu tôi. Bé này suy nghĩ tiêu cực. Suy nghĩ tiêu cực. Sao em không nghĩ là trời ơi, bé này lụy tôi quá, lụy rồi. Không có đứa nào ngoài nhỏ này mà lụy được tôi á. Hàng động. Yêu quá thì nó phải là cho nhau một cái sự cách xa một chút xíu. Chứ không phải là tôi yêu Khả Như quá, Khả Như đi làm tôi cũng đi theo. Tôi yêu Quốc Khánh quá, Quốc Khánh đi mua phở tôi cũng đi theo. Tôi yêu Sĩ Thanh quá, Sĩ Thanh làm gì đi mua quần áo tôi cũng đi theo. Anh đi theo nha. Cái chuyện mà đi mua quần áo là phải đi theo chị nha. Em sai cái này, em sai. Sĩ Thanh đi uống cà phê với bạn tôi cũng đi theo. Đã đi theo. Không được. Mọi người ơi, ở ngoài cà phê rất là nhiều vệ tinh. Em mà sơ hở một cái là mất người yêu như chơi nên bình tĩnh. Bình tĩnh. Chị lì quá hả? Đúng rồi, bây giờ nói cái gì mình có logic cái. Chị đang rất logic luôn á. Nhưng bây giờ hỏi ngược lại các anh chị, ví dụ như các anh chị yêu một ai đó đang bình thường, tuy nhiên đến lúc nào đấy mà cũng kiểm soát các anh chị quá, thâu tóm tất cả các mối quan hệ của các anh chị. Anh cấm em không được quan hệ với người thân này trong gia đình của em, bởi vì anh không thích họ. Anh yêu em quá và anh biết cái gì tốt cho em. Em ơi, em đang nói làm cho chị suy nghĩ đến một cái người gia trưởng và thần kinh chứ không phải là lụy. Có nhiều người họ lụy mà họ hiền lắm em. Có nghĩa là người ta nói gì cũng nghe, đôi khi họ trở thành một nạn nhân. Và cái duy nhất mà họ được trân trọng đó chính là cảm xúc của bản thân họ. Có một cái câu mà chị cảm thấy chị rất tâm đắc, đó là đến cảm xúc của mình mà còn không biết giữ gìn, không biết trân trọng thì mình có thể gửi gắm nó được cho ai?
Đó chính là lý do tại sao mà tôi đứng ở phe yêu thôi đừng lụy. Khi mà các bạn trở thành lụy tình thì các bạn sẽ không được trân trọng như chị Khả Như nói. Cho nên là chị Khả Như vừa xong là thuộc về phe mình. Chị không có nói vậy, chị nói là yêu thì mình hết mình thôi chứ mắc cái gì đâu. Còn cái chuyện mà em nói là nó kiểm soát này kiểm soát cái kia, nó không phải là lụy, nó là một cái hình dạng khác. Tôi khẳng định đó không phải là lụy mà là gia trưởng. Đúng vậy. Thế bây giờ em hỏi ngược lại ba anh chị, lụy tình là gì? Lụy tình có nghĩa là em yêu người đó chia tay em rồi em vẫn buồn. Người ta nói cái gì em cũng nghe bởi vì em chỉ tin vào tình yêu và em không tin một cái gì trên cuộc đời này nữa hết. Có những người lụy tình sau cuộc chia tay, họ không cho cái người yêu của họ được giải thoát. Thậm chí có những người đòi tự tử. Thế các anh chị nói sao về cái vấn đề khi đó mà lụy tình người quá? Tiêu cực khi lụy tình, còn chúng tôi đang bảo vệ cho những người lụy tình nhưng không tiêu cực. Đúng. Chúng tôi vẫn kiếm tiền lo cho ba mẹ của chúng mình. Tôi là lụy tình cá tính. Ừ, cá tính. Lụy tình yêu đời. Chúng tôi là những người lụy tình sang trọng. Thế bây giờ chị diễn thử cái cảnh là chị lụy tình người yêu chị xem nào. Ok, chị sẽ diễn cho em là người yêu của chị. Dạ, đây. Nó. Trời ơi, sao dạo này anh thấy em lụy anh quá à? Thích như vậy. Ồ, hồ đáng yêu quá phải không? Cuộc sống rất là dễ thương. Cái mỏ của anh dày quá. Trời ơi. Nhưng mà em thích như vậy. Nói nè, nói nè. Em thích cái mỏ thịt bò như vậy. Ui, cái nét biểu môi. Thì thôi nhưng mà em vẫn thích. Khi có bạn gái lụy đáng yêu không? Không, này bệnh nha, cái này hơi bệnh nha. Ủa, sao vậy? Ủa, bình thường. Đáng yêu đúng không? Bình lụy. Là mình sẽ thấy người yêu mình bất kỳ cái gì cũng dễ thương, cũng đáng yêu trong mắt của mình. Người ta làm cái gì mặc dù nó xấu xí nhất mình cũng ồ, dễ thương quá, đẹp quá, yêu quá. Là lụy. Lụy. Đây là lụy của một cô gái mới biết yêu. Đây, lụy một cô gái chưa yêu ai nè. Chưa yêu ai. Ở lộn, yêu ít. Mình nói cái gì mà nó có cơ sở chứ. Ví dụ như anh Khánh xanh chia tay em. Tại vì anh thấy là mình không hợp nhau nữa. Bây giờ anh bỏ em, anh có người yêu mới chưa? Anh có rồi. Ok, em chờ anh chia tay quay trở lại với em. Có. Quá tuyệt vời. Đấy, đây cũng chính là lý do tại sao mà khi mà lụy tình thì sẽ lại tiếp tục liên lạc với người yêu cũ trong khi họ đang có một mối quan hệ mới. Không, chị không có liên lạc. Đấy là bởi vì chị chưa lụy đến cái mức mà lụy để có thể bàn tán được. Không em ơi, nhiều khi người ta chỉ nhắn tin hỏi là anh sống hay chết chưa thôi. Sống hay chết. Thế là tan nát cuộc tình của người ta rồi chị ạ. Ủa nhưng mà em thấy cái việc mà chia tay người yêu cũ rồi mình giữ liên lạc, mình làm bạn với họ, em thấy điều đó bình thường mà ta. Tại vì chúng ta đã vô tình bước qua đời nhau, chúng ta hiểu tính nhau. Thì chúng ta không yêu nhau được thì chúng ta vẫn có thể là người bạn mà. Dễ gì kiếm được một cái người nào đó mà hiểu ý chúng ta, biết chúng ta thích gì. Không đi chung được thôi nhưng mà nhắn tin nói chuyện với nhau, thậm chí chờ đợi nhau, em thấy là có điều chuyện cá nhân, ai muốn nhưng thì làm mà, thôi. Thường thường thì không có người yêu nào muốn người yêu của mình làm bạn với người yêu cũ cả. Và nếu như bạn vẫn làm bạn với người yêu cũ thì mối quan hệ hiện tại tôi cũng cho là cũ luôn. Bây giờ hỏi Sĩ Thanh nè, bây giờ em là bạn trai chị đi. Rồi người yêu cũ em là chị Khả Như nè. Hay sao không chứ, ví dụ người yêu mới mà ví dụ người yêu cũ thì bỏ rồi vậy. Đúng thôi. Quá bực bội luôn. Chị Khả Như buồn quá, bây giờ em với chị Khả Như đi uống cà phê nói chuyện thôi. Ok. Chị Như cần sự tâm sự của em. Tại vì chị Khả Như bây giờ gục ngã rồi. Thì em nói với chị là anh chỉ gặp người yêu cũ anh để khuyên giải cô ta ngoài quán cà phê Thanh Thiên Bạch Nhật thôi, em cho anh đi không? Anh cứ đi đi. Cho em theo với. Ồ, vậy là lụy. Đúng rồi, em sẽ kế bên và cùng tâm sự với cô ấy để vực dậy tinh thần của cô ấy. Hai đứa đều lụy tình như nhau mà hai đứa sống hạnh phúc với nhau luôn, chị thấy không? Thấy chưa? Còn cái chuyện của em mà em gặp lụy tình mà em không có lụy tình nó là xui cho em rồi. Nhưng mà không ai mà được như chị, ở ngoài gặp duy nhất của cuộc đời chỉ có một mình chị Sĩ Thanh thế thôi đấy chị ạ. Thôi bây giờ mình nói cái gì khách quan xíu đi. Ví dụ như các anh chị là người lụy tình đúng không? Thì các anh chị sẽ lúc nào cũng trong một cái trạng thái là đau khổ dằn vặt. Cảm giác nó thích lắm em ơi. Cái cảm giác mà sáng thức dậy không có gì làm cho cái buồn em ơi. Thích thôi là thích. Cái gì vậy? Mọi người ơi, khán giả ơi, thật sự là tư duy ngày hôm nay nó ngược nhau quá. Coi một cái bản nhạc, một cái MV. Trời ơi, buồn quá, đã quá Khánh ơi, cái cảm giác buồn nó xuống Khánh ơi. Có ai mà nhìn cơn mưa mà khóc được như chị? Mỗi lần chị lụy vậy chị thấy tâm hồn chị nó trưởng thành hơn. Trời ơi, tự nhiên cái mình cảm thấy mình dễ xúc động. Con người mà không xúc động là cây, là cối, là cỏ, là đá. Cảm xúc của em là dễ thăng hoa nữa. Đúng rồi em ơi. Nhưng mà nói một cách khách quan là những lời Tuân Phạm nói đúng. Cái việc mà lụy quá nó không tốt cho đời sống tinh thần và sức khỏe của mình thật sự. Không, nhưng chị nghĩ đó là một sự tôi lụy. Nhưng mà em đang ở trong một cái lò luyện than. Cái lò luyện cảm xúc. Thì cái nhịp tim của em tốt hơn hàng ngày chứ. Tại vì cơ tim của em hoạt động tốt, cảm xúc của em cười gì. Thì cái cảm xúc đó của em rất là thăng hoa. Và cảm xúc của em nó được tôi luyện thì rất là phù hợp với những người làm nghệ thuật như chị. Cho nên chị nghĩ là cái chuyện mà lụy tình để nhấn chìm trong cái nỗi đau là một sự tôi luyện cho cảm xúc của chị. Và mọi hàng tháng, hàng năm khi mà thất tình, lụy tình nhiều hơn thì chị trở nên một cái như bà điên như bây giờ. Không, phải, xin lỗi
chúng ta một nữ thần như bây giờ. Nữ thần lụy tình. Càng chị càng ngang nghe chứ em nói rất là đúng. Chính xác là lụy tình mệt, lụy tình tốn sức khỏe thiệt. Nhưng mà thật sự trong tuổi trẻ, trong cái thanh xuân của mình phải lụy tình một lần. Đúng. Phải lụy tình ít nhất một lần chứ. Trời mà. Trời ơi, đau khổ đi để biết là ngu. Sau đau khổ người ta mới nhận ra là người ta đã ngu ngốc như thế nào, người ta đã dại khờ như thế nào. Bạn chưa từng dại khờ, bạn sẽ không bao giờ biết bạn thông minh như thế nào. Hay quá. Nhưng cái sự lụy tình thông minh đấy, nó không những là gây ảnh hưởng đến cho chị, cho gia đình chị, mà cho cả bạn bè của chị nữa. Mệt mỏi. Ví dụ nào đi cùng cũng kể về người yêu, rồi thì bảo là bạn bè khuyên là đứa này nó tệ với mày lắm, biết rồi nhưng về vẫn yêu. Bảo là đừng liên lạc với người yêu cũ nữa, bởi vì nó đang gây ảnh hưởng đến người yêu mới, và nó vừa nhắn tin cho tao kìa. Vẫn nhắn tin. Ủa? Bạn bè không chịu nổi nữa, bởi vì những người lụy tình nó có một cái trái tim thì đấy. Như chị Sĩ Thành rất mệt. Ủa chị lụy tình thì có làm phiền bạn bè không? Trời ơi, chị rất làm phiền bạn bè luôn. Ủa chết, sao chị Em hiểu không, những cái đứa mà chị làm phiền toàn là những đứa é không biết yêu là gì. Nên nó rất nhận cần những câu chuyện như... Đúng, đúng rồi. Bạn nó bè rất cần những câu chuyện như bạn chị. Bạn bè cuộc sống nó quá sáng. Đúng, hiểu không? Cuộc sống nó nhàm chán quá. Nó rất nhàm chán. Mình là giống như là một ít muối nêm. Giống như phim truyền hình nhiều tập. Đúng, mình nêm vô cho nó cảm thấy râm mà. Nó cảm thấy mệt mỏi quá, nhưng mà thực sự nếu như nó muốn nghe, nó cũng giống mình. Đúng rồi, nó cũng lười. Cái quan trọng là nó có thêm kinh nghiệm sống vậy. Nhưng mà đấy thì trong trường hợp là bạn bè của chị quá cô đơn, không có trí não, không trải qua một cuộc tình nào cả, thì họ mới có thể nghe được những câu chuyện lụy tình của chị. Còn những người bình thường như chúng em đây ở ngoài xã hội, và như các khán giả, có một người bạn lụy tình rất mệt, đúng không quý vị? Thôi bây giờ mình ngưng đi, mình nghỉ hiệp 1 đi. Nói chung là sau cái hiệp này tôi cảm thấy những cái lý do yêu Bezelet và cái lý do yêu tỉnh táo, vừa đi vừa yêu nhẹ nhàng, thắng hay thua không quan trọng. Quan trọng là mời quý vị khán giả cùng đón xem phần sau Đừng Đi Đâu Cả nhé. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay ạ. Hay quá mọi người ơi. Quý vị thân mến, chúng ta đã quay trở lại với Tài Tắm Tếu và lụy tình có tốt hay không? Dạ. Cho em ủa gì vậy? Tốt hay không? Dạ. Cho em ủa gì vậy? Đời ba luôn chơi nhau, chơi nó kiếm tiền không? Vậy thì bây giờ Như sẽ hỏi một câu hỏi với Tun nè. Bạn thấy lụy nhưng mà cái người đó người ta cảm thấy rất hạnh phúc, người ta enjoy với chuyện đó. Vậy thì cái lụy nó được thể hiện như thế nào mới gọi là lụy? Người ta đâu có biết là cái nghĩa của lụy như thế nào đâu. Lụy tức là mọi thứ nó sẽ bị quá lên, nó làm cho đối phương bị cảm thấy nặng nề, và chính những cái người lụy tình nó tự hủy hoại bản thân. Hay là giờ chị cho em đánh chị gái không? Em không đánh con gái, nhưng chị bảo lụy tình chị thích. Hàng ngày chị ngắm chim bay mưa rơi, chị không đi làm à? Chị không có tiền, chị kiếm tiền như thế nào để lo cho gia đình? Chị vẫn đi làm nhưng mà chị vẫn ngắm mưa, chị vẫn thấy vui lắm. Chị đi làm chị ngắm mưa, sếp nhìn thấy đuổi việc chị. Thì chị kiếm công việc khác chị làm. Công việc khác chị lại tiếp tục lụy. Thì chị đi kiếm công việc khác chị làm. Cả đời chị business rồi đấy. Chị kiếm mưa rồi chứ. Chị đi làm, chị làm được một tuần chị kiếm công việc khác, ai trả lương cho chị? Chị có làm tròn được một tháng không? Không. Thế bố mẹ chị như thế nào? Nấu cơm kiểu gì khi mà chị không kiếm được ra tiền bởi vì chị lụy tình quá? Lụy tình đâu có nghĩa là thất nghiệp đâu em. Bây giờ chị nhà giàu, chị lụy tình nè. Lụy tình theo kiểu mà lụy tình không có thu nhập khác với lụy tình có thu nhập nha em. Em ơi, bên đây của chị là lụy tình sang chảnh thì đâu chị đã nói là em sao vậy? Trời đất ơi, chị cảm thấy rất là enjoy every moment luôn á. Thật ra chị nghĩ anh lụy tình nó là một cái đam mê, nó là một cái tố chất. Đúng rồi, nó là cái tài năng thiên phú nữa. Như chị Thanh là thiên tài đó. Không phải là ai muốn lụy là lụy đâu. Giống như em mở miệng ra em nói trời tôi lụy tình quá nhưng em không làm được. Thì cái lụy nó phải nằm trong cái tố chất con người. Em hiểu không? Em phải có một cái cá tính. Giống như là lụy tình chọn mình chứ mình không chọn lụy tình. Đúng, làm sao mình chọn được? Bây giờ mình muốn lụy nhưng mà cơ hội hay là những cái sở thích hay tất cả mọi thứ nó phản hay những cái hành động của em không đúng là lụy tình. Thì em đâu có được lụy với loại lụy tình đúng không em? Em cười gì? Em nói gì đi? Em đang cười vô mặt chúng tôi à. Mình cứ kiểu cảm giác như kiểu là đang đi được thăm khám bệnh nhân trong một khu vực đang cách ly với xã hội chưa biệt lập, chưa được tái hòa nhập với cộng đồng. Mà nè, anh hỏi thiệt chứ đó giờ em đã bao giờ lụy tình chưa? Em chưa, bởi vì em rất mệt lụy tình, em không thể lụy tình được. Nhưng mà tại sao em chưa lụy tình, làm sao em biết định nghĩa của lụy tình là như thế nào được? Ê là... Bởi vì là em là một người đứng ở ngoài trong câu chuyện. Em có thể quan sát được. Kể đi. Cái sự... Kể đi, đứa nào tên em gì ơi, kể đi. Em quan sát như em phải nằm dưới giường người ta đâu mà em biết được hết từng tật 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 được không. Em bởi vì sao? Tiếp xúc nhiều nhưng giờ không chơi nữa, bạn làm em mệt quá. Đi đâu bạn cũng kể về tình yêu của bạn là ngày thế này tao phải thế nào. Thế là câu chuyện của chúng em có điểm chung về công việc không còn nữa,
mà lúc nào cũng là về tình yêu. Anh ấy bỏ tao, anh ấy không yêu tao nữa, anh ấy có người yêu mới. Bây giờ làm gì để có người yêu mới? Ghét tao bây giờ nhỉ? Quá tiêu cực cũng trời nữa. À, vậy là em là nhân chứng sống có một người bạn lụy tình. Đúng rồi ạ. Không, mợ chị, em cũng có một người bạn lụy tình, em có. Em sẽ giấu tên. Thật sự nó thằng Trung nó lụy tình lắm. Ủa, em giấu tên chưa? Em giấu tên rồi hả? Thằng Trung là Trung ai biết Trung nào? Đúng rồi. Trung không ai biết Quang Trung bạn em đâu. Không, không phải Quang Trung. Đây là thằng Trung nó lụy tình lắm mà. Kiểu như mà lúc nào nó gặp mình nó cũng nói về nó yêu người này, xong rồi nó lại chia tay người này, xong rồi nó yêu người này, xong rồi nó lại chia tay, nó yêu lại. Cảm thấy nó bị mệt. Xong rồi lúc nào nó cũng nghĩ về tình yêu là một cái màu hồng, tình yêu là màu nắng, tình yêu là màu cảm xúc này kia. Mình rất là mệt, tại cuộc sống mình còn phải lo gia đình nữa mọi người. Mình lo kinh tế, mình lo bản thân, mình lo chưa xong, lụy. Nó bị mệt. Chị Thanh đồng cảm kìa. Ủa bây giờ mình có nên chia sẻ thật không? Ủa chứ nãy giờ con người thật chị sao? Kiểu mà như tưởng là Thanh thích tôi luyện á. Đã tôi luyện rồi bây giờ cứng cáp lắm rồi. Cứng cáp rồi. Sau một thời gian mình đã từng trải qua lụy tình thì sĩ Thanh sẽ nói gì về chuyện lụy tình? Không nên nha mọi người nha. Bỏ nha. Bây giờ nghiêm túc nè. 100% nghiêm túc luôn mọi người. Đáng sợ thật sự. Đáng sợ. Là một người phụ nữ thì không nên lụy tình. Và bản thân sĩ Thanh là một nhân chứng sống không hề lụy tình mà mình bị người ta lụy tình. Mình sẽ kể một vài ví dụ sơ sơ cho mọi người cảm thấy sự đáng sợ nhẹ ở trong đó khi mà bị đối phương lụy tình. Thì cảm giác mệt mỏi thì mọi người cũng đã hiểu rồi. Mình đi quay đi làm, người ta không hề biết lịch trình mình đi đâu hết. Đùng một cái tới trường quay đứng xuất hiện đó. Ôi trời ơi. Rồi mình đi ăn uống với bạn bè, đùng cái xuất hiện ngay chỗ đó luôn. Xuất hiện bất thình lình là quen nhầm quỷ hay cái gì mà cứ đùng một cái xuất hiện. Quen lộn Google Maps rồi. Gọi thêm một cái nữa. Gọi điện thoại, thế mà cháy máy luôn. Ôi dồi ôi, em sợ cảm giác này. Thêm một cái nữa mà, cái là bản thân của Gia Mỹ. Người ta muốn kiểm soát, người ta muốn kiểm soát tất cả cái mối quan hệ của mình. Người ta hack luôn Facebook của mình. Dù em muốn đó bà ơi. Và người ta biết mình đang nói chuyện với ai. Mỗi lần mình đi đâu người ta hiện hồn ở đó. Tại vì người ta theo dõi từng tin nhắn của mình. Ôi thế thì quá đáng quá, thật sự không chịu được. Mặc dù mình đã chia tay rồi nhưng mà lúc nào cũng cố gắng để hàn gắn lại cái mối tình. Sẽ có những lúc mình siêu lòng. Tại vì có những lúc mình mệt mỏi, mình cần người quan tâm thì người ta xuất hiện thật sự đúng lúc. Nhưng xong sau đó thì cái cảm giác mà mệt mỏi và kiểm soát và nó quá đáng thì nó lấn át đi. Cho nên cảm thấy là lụy tình là một cái gì đó sẽ làm cho mình cảm thấy mệt mỏi, ảnh hưởng bản thân, ảnh hưởng những người xung quanh, ảnh hưởng công việc của mình luôn. Trời khác quá, con người khác quá hả? Là nhỏ nãy rồi, bé nãy ngồi đây mà cái tôi luyện rồi. Tôi luyện hả? Cái tôi luyện rồi. Con nhỏ hồi nãy nó đi uống nước rồi. À thì ra là vậy. Và đây là sĩ Thanh của chúng ta. Chị em trở về rồi. Nhưng mà em nghĩ nha, em nghĩ chị Thanh cũng đã từng trải qua cái giai đoạn lụy tình rồi, đúng không? Không luôn em. Cũng không có hả? Sao chị có cái cảm xúc nào mà chị có thể nói lên những cái đề tài đó? Tại em thấy chị nói, em tưởng chị, em với chị cùng nhịp đập á. Tại em là người lụy tình mà làm như đàn ông lụy tình nhiều hơn gái hay sao, đúng không? Thật sự này đang nghiêm túc, em là người lụy tình thật hả? Em bị kiểu giống như là mình mà yêu ai á, không phải là quá là kiểm soát như là chị Thanh nói đâu, nhưng mà kiểu giống như là mình sẽ ít dành thời gian cho những vấn đề xung quanh hơn, công việc, người đó và gia đình hết. Mình sẽ ít thời gian là những cái bạn bè, thậm chí những cái thói quen đi chơi của em cũng bỏ đi nữa, tại vì em cảm thấy là cái việc bên cạnh cái người mình yêu là nó hạnh phúc rồi. Như thế tuyệt vời quá rồi anh. Như thế gọi là trân trọng những người bên cạnh và bỏ đi những mối quan hệ không cần thiết, như thế quá tuyệt vời chứ không phải là lụy tình. Lụy tình là phải như kiểu cái bạn kia của chị Thanh mới gọi là lụy tình, còn anh là một người tuyệt vời. Trời ơi, vậy thôi em tuyệt vời quá quý vị. Quý vị biết không, ở ngoài đời em tuyệt vời với lại đẹp trai hơn trong chương trình rất là nhiều. Trên mạng xã hội ai cũng thấy em không có đẹp, nhưng mà ngoài đời em quá đẹp đi. Ok, em không có ăn hình, nhưng mà mọi người gặp em ngoài đời đi, em đẹp lắm thưa quý vị. Thưa quý vị luôn, số người nhìn em không kêu em Quốc Khánh, kêu em Kim Lý, kêu em Vĩnh Thụy, em quen với chuyện đó rồi. Ê, nói nghe nè, thật sự luôn á Khánh. Như tin chắc là quý vị khán giả sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của Như khi thấy tất cả mọi người đều lật lọng trước mặt mình. Đúng là mỗi người sẽ có những cái quan điểm khác nhau, nhưng mà để bảo vệ nó, tôi không tin là các bạn đã làm nhiều điều bất chấp đến như vậy. Câu chuyện ngày hôm nay tôi nói thiệt với mọi người là không có đưa được lời khuyên cho ai đâu. Tại vì cái chuyện tình cảm là cái chuyện tự cảm nhận nè. Cái chuyện tình cảm là chuyện tự ý thức. Chúng tôi chỉ có thể nói cho mọi người nghe đó là hãy nhìn ra ngoài đi, chúng ta còn rất là nhiều thứ để lo. Chúng ta cứ sống và cứ thoải mái với cảm xúc của mình và đừng để cho mình trở nên tội nghiệp trong mắt ai đó. Đúng rồi. Đúng. Ví dụ như trong tình yêu mà đến khi mà người ta đã thật sự người ta chia tay rồi á, bạn có làm cái gì người ta cũng không quay lại.
bạn có tội nghiệp, bạn có dằn vặt bản thân như thế nào người ta cũng không quay lại. Bởi vì người ta đã chọn đi rồi. Hãy để cho người ta giữ cho mình cái hình ảnh đẹp, để một lúc nào đó người ta nghĩ lại, người ta vẫn thấy à mình quý cái thời gian đó. Bản thân Như cũng phải học mỗi ngày về cái chuyện mà mình làm như thế nào để đừng có quá đáng, làm như thế nào để mà cho người ta cảm giác yêu vừa phải thôi. Bản chất ai lụy tình thì là lụy tình, còn không lụy tình là cho dù khuyên họ cũng vậy, họ không có lụy. Đối với chị thì chị có một câu khuyên thật sự, lụy tình phải đúng đối tượng, có đáng hay không. Chứ nếu mình có quá hoàn hảo, mình không tìm được một người nào khác để có thể là một cái mẫu hình tượng lý tưởng cho bản thân mình từ đó giờ chưa bao giờ xuất hiện, bây giờ xuất hiện thì bằng mọi cách mình sẽ chụp cái anh đó. Mình yêu người ta, mình đáng trân trọng như thế nào, em hiểu không? Cô gái đó trở lại nữa, sao cô gái đó trở lại, đi trở lại thôi. Gần cuối chương trình rồi, đừng có gây lộn nữa mà cô gái này. Lì ở mức độ nào đó thôi, để người ta cảm giác mà người ta trân trọng cái cảm xúc của mình. Khi mà người ta mất đi, người ta không tìm được người khác, người ta mới cảm thấy à, thực ra cái cô đó mới là người yêu mình thật sự. Em hiểu không? Hiểu vấn đề không? Nói chung là mình hiểu đó, làm sao lụy thì lụy, nhưng mà đừng làm cho người ta sợ. Đúng rồi. Cảm ơn Tun ngày hôm nay. Tun là đại diện cho những người có những người bạn lụy tình. À, Tun nói chuyện giống như là một người bạn có kinh nghiệm á, thiệt sự luôn á. Là không chịu nổi các bạn làm phiền bạn bè, người thân của mình. Nhưng mà Tun ơi, mẹ cũng khuyên Tun luôn đó là những người lụy tình á, hãy hiểu cho họ đi. Tại vì mình có nói họ cũng không nghe. Thiệt. Bản thân họ phải tự đứng lên thôi. Họ phải tự yêu bản thân mình và tự đứng lên thôi, không có ai giúp được. Chỉ có tình yêu mới cảm hóa được cái sự mà lụy tình của họ thôi. Rồi. Nói chung là Tun thắng. Tun thắng. Nói chung là Tun thắng. Giống như kiểu là người tỉnh táo thì bao giờ cũng có thể nhìn ra người u mê, còn người u mê thì không thể nào nhận biết được người tỉnh táo. Và quan trọng là những người u mê không bao giờ biết mình đang u mê. Đúng rồi. Hay quá, tuyệt vời quá. Cảm xúc của Sĩ Thanh như thế nào khi tham gia với cái chủ đề nóng bỏng ngày hôm nay? Trời ơi, rất là hấp dẫn luôn, rất là hợp với mình nha mọi người. Thế còn Tun? Thật ra là lúc đầu là mình cũng cảm thấy hơi tức đấy, bởi vì mọi người cãi ngang quá. Nhưng mà thật ra là cũng biết được rằng là các anh chị là chương trình phải thế. Và cuối cùng rằng là mọi người cũng cùng đồng tình với mình là yêu thôi, đừng lụy. Bởi vì là cái sự lụy tình nó sẽ đem tới cái sự mệt mỏi, áp lực cho người này người kia. Và bên cạnh tình yêu thì chúng ta còn phải gia đình và công việc nữa. Cho nên là chúc các bạn yêu đương, tỉnh táo và tìm được người phù hợp. Trời ơi, chúc gì hay quá vậy trời, Khánh hay ha. Hay quá. Còn riêng Như thì Như chúc cho tất cả chúng ta cái điều quan trọng hơn đó chính là yêu thương bản thân mình. Yêu thương bản thân mình trước đi. Khi mà bạn yêu thương bản thân mình, trân trọng bản thân mình thì không ai có thể coi thường bạn được. Ai cũng có trong đời một lần lụy tình, là không có gì phải xấu hổ hết. Quan trọng là mình đứng lên được thôi. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian cho Tài Tám Tếu với chủ đề rất hay ngày hôm nay. Một lần nữa, Khả Như, Quốc Khánh, Sĩ Thanh cũng như là Tun Phạm chúc cho quý vị luôn có nhiều sức khỏe. Và quý vị thân mến, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Madison Media Group thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 19:30 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Mỗi tuần là Như là cảm thấy mình rất là kiểu mà hồi hộp. Sao vậy chị? Mỗi tuần giống như là cô giáo đưa cho một cái đề kiểm tra và chúng tôi phải ngồi giải với nhau. À, vậy là đề hôm nay của chúng ta là gì hả cô? Thẳng thắn bao nhiêu là đủ. Thẳng thắn bao nhiêu là đủ. Mình xin chia cái sự thẳng thắn làm hai loại người. Loại người thứ nhất, đó là những người người ta biết chỗ nào nên nói và chỗ nào nên im, để cho những người nghe người ta cảm thấy không có bị bẻ bàng khó chịu. Loại thứ hai là những người muốn nói gì là nói, luôn luôn làm cho những người khác cảm thấy khó chịu, bức bối trong lòng của mình. Xí, em cảm thấy bất công với những người thẳng thắn quá chị. Tại sao? Tại sao? Tại vì nếu như mà em khen chị là chị đẹp, người ta nói em ô khánh lịnh quá, thảo mai, thảo mai, nó ngọt quá. Còn nếu như em góp ý chị một cái điều gì đó thì người ta lại nói ngược lại em thẳng thắn. Sao mà tự nhiên thẳng thắn thì góp ý vô duyên vậy? Làm gì mà có chuyện thẳng, không tinh tế gì của vũ trụ.